kênh Phù Nam, Campuchia gạt phát yêu cầu của Việt Nam. Quý khách thính giả thân mến, sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam vào chiều ngày 8 tháng 8 nêu mong muốn Hà Nội cùng Phnom Penh phối hợp nghiên cứu đánh giá toàn diện tác động của dự án kênh đào Phù Nam Teco, thì chúng ta lại đợi chờ hồi đáp của Campuchia. Và sau mấy ngày, những tín hiệu từ quan chức Campuchia thông qua truyền thông cho thấy yêu cầu này từ Hà Nội đã bị bác bỏ. Cụ thể như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về câu chuyện này trong chương trình hôm nay quý vị nhé. Quan chức Campuchia nói không cần phải nghiên cứu đánh giá thêm về tác động của Phù Nam Teco. Trở lại với ngày 8 tháng 8, ở tình huống Campuchia đã khởi công kênh đào Phù Nam Teco được 3 ngày, kèm với tuyên bố rằng sẽ làm kênh đào này bằng mọi giá. Phía Việt Nam đã thể hiện quan điểm mềm mỏng nhưng cũng gửi tới yêu cầu rõ ràng cho Campuchia. Cụ thể, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt nói trong buổi họp báo chiều ngày 8 tháng 8 rằng Việt Nam ủng hộ nỗ lực phát triển của Campuchia cũng như tôn trọng việc Campuchia triển khai dự án kênh đào Phù Nam Teco. Chúng tôi cũng mong muốn cùng phối hợp nghiên cứu, đánh giá toàn diện, tổng thể tác động của dự án cũng như có những biện pháp phù hợp để giảm thiểu tác động. Theo giới quan sát, khi mà Campuchia đã biến việc xây kênh đào Phù Nam thành chuyện đã rồi, thì việc Việt Nam đề nghị hợp tác nhằm tiếng nói chung, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực mà nó gây ra, không chỉ có lợi cho Việt Nam mà còn giúp cho Campuchia gỡ thế bí khi công trình này đang bị nhiều quốc gia phản đối. Nhưng phía Campuchia đáp lại đề nghị của Việt Nam ra sao? Hôm 12 tháng 8, tờ báo lớn của nhà nước Campuchia là tờ Khmer Times có bài viết với tiêu đề Campuchia đảm bảo với Việt Nam về tính minh bạch trong dự án Phù Nam Teco. Bài báo này mở đầu bằng đoạn một quan chức chính phủ cấp cao nói với Khmer Times rằng Campuchia luôn hoàn toàn minh bạch trong quá trình lập kế hoạch và xây dựng kênh đào Phù Nam Teco mang tính đột phá. Và Việt Nam với tư cách là đồng minh lâu năm của vương quốc này nên tin tưởng vào chính quyền Campuchia trong việc giám sát quá trình xây dựng. Bài báo này có đoạn rằng khi được Khmer Times liên lạc ngày hôm qua, Sonaro, bộ trưởng đại biểu phụ trách các vấn đề ASEAN của thủ tướng, cho biết Campuchia hoan nghênh sự ủng hộ của Việt Nam đối với dự án kênh đào Phù Nam Teco. Tuy nhiên, Naro khẳng định rằng không cần thiết phải nghiên cứu và đánh giá thêm về tác động của kênh đào Phù Nam Teco vì dự án đã trải qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng kéo dài 26 tháng do hơn 40 chuyên gia thực hiện và đảm bảo rằng dự án sẽ không gây ra tác động lớn nào đến sông Mekong cũng như môi trường xung quanh. Bộ trưởng phụ trách vấn đề ASEAN của chính phủ Campuchia nói rằng chúng tôi đã đưa ra cam kết với chính phủ Việt Nam về dự án thông qua nhiều kênh, bao gồm cả đối thoại trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo cấp cao của các quốc gia. Quan chức này nói thêm rằng chúng tôi cũng đã nộp báo cáo phát hiện của mình cho Ủy ban sông Mekong và chính quyền Việt Nam có thể yêu cầu được tiếp cận các tài liệu, nhưng lo ngại của họ sẽ được giải quyết bằng những phát hiện trong các báo cáo đó. Tờ báo Campuchia nói thêm rằng, kể từ khi chính phủ Campuchia tuyên bố ý định xây dựng kênh đào, chính phủ Việt Nam đã nhiều lần bày tỏ sự phản đối và lo ngại về dự án này. Bài báo này cũng trích lời của Bộ trưởng Sonaro khi quan chức này được tiếng là thân cận của gia đình ông Hun Sen, nói thêm rằng, những lo ngại đó có thể xuất phát từ niềm tin rằng kênh đào Phù Nam Teco sẽ cải thiện tính độc lập và tự chủ của Campuchia về mặt vận tải đường thủy và do đó sẽ ít phụ thuộc hơn vào việc sử dụng đường thủy của Việt Nam sau khi hoàn thành dự án. Với những luận điệu trên của các quan chức cấp cao Campuchia, có thể thấy nó giống như việc nước này đang tiếp tục lựa chọn thái độ đối đầu dư luận Việt Nam hơn là đi tìm kiếm một giải pháp dung hòa. Theo giới quan sát quốc tế nhìn nhận, kể cả khi Campuchia quyết tâm khởi động dự án kênh đào Phù Nam Teco, thì chính sách đối ngoại thân thiện của Việt Nam với Campuchia vẫn không đổi. Từ chính phủ đến người dân Việt Nam không cổ suý cho những biểu hiện của sự gây hấn. Những người Việt, ngay cả người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi hiển nhiên sẽ chịu tác động trực tiếp từ dòng chảy Mekong bị ảnh hưởng bởi kênh đào Phù Nam, cũng nói với nhau thêm một cách rất khí chất miền Tây rằng họ làm vậy vì cuộc sống của họ, mình cũng phải tự lo sinh kế của mình. Tuy nhiên khi Việt Nam đã nhúng mình để yêu cầu một sự hợp tác tối thiểu là đánh giá tác động của con kênh, thì phía Campuchia lại từ chối một cách thẳng thừng. Điều này có thể sẽ chạm đến các vấn đề một cách đại diện. Không chỉ là phép lịch sự tối thiểu trong ngoại giao mà còn là dấu hỏi cho thái độ, sự tôn trọng của Campuchia lớn đến đâu khi đàm phán với các nước láng giềng. Lời tuyên bố của ông Hun Sen bao nhiêu phần trăm sẽ thành sự thật? Trong khi đó, một tuần qua sau khi kênh đào Phù Nam động thổ, ông Hun Sen, cựu thủ tướng của Campuchia và hiện là chủ tịch thượng viện nước này đã nhận phải nhiều lời chỉ trích. Trong đó có cả những lời cáo buộc từ xa xôi ngàn dặm đến tại ông Hun Sen, khiến chính trị gia này phải lên tiếng một cách quyết liệt. Cụ thể theo tờ Khmer Times, thì cựu thủ tướng Hun Sen lên tiếng chỉ trích kịch liệt một bài báo trên tờ Saiga của Bungary ngày 5 tháng 8 với nhan đề Trung Quốc kéo Campuchia rời xa Việt Nam bằng cách chuyển hướng giao thông dọc sông Mekong.
SEGA, CEFA, là một tờ báo độc lập của Bulgaria với nội dung đa lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao, vân vân. Bài viết được báo SEGA đăng tải vào thứ Hai ngày 5 tháng 8, đúng ngày động thổ kênh đào lịch sử Phù Nam Teco của Campuchia. Trong bài viết, báo SEGA cho rằng đại dự án Phù Nam Teco được Trung Quốc tài trợ, cùng nhận định đây chỉ là dấu hiệu về việc vương quốc này đang xích lại gần hơn với Trung Quốc, khiến quan hệ hữu nghị với Việt Nam bớt nồng ấm. Bài báo còn có đoạn, cựu Thủ tướng Hun Sen đóng vai trò quan trọng trong việc lật đổ chế độ Khmer Đỏ chết chóc với sự trợ giúp của quân đội Việt Nam. Tuy nhiên ngày nay, ông ta lại tìm kiếm mối quan hệ hữu nghị với Trung Quốc, nhưng không chính thức từ bỏ tình hữu nghị anh em với Việt Nam, tờ SEGA viết. Để đáp lại, ông Hun Sen đã lên trang Facebook cá nhân để phản đối dữ dội những điều mà ông cho là bị tờ báo SEGA của Bulgaria cáo buộc. Theo tờ báo Khmer Times hôm 8 tháng 8, ông Hun Sen tuyên bố rằng chuyện xây dựng kênh đào hoặc thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao với Việt Nam hoặc bất kỳ quốc gia nào khác. Cựu lãnh đạo Campuchia và là cha đẻ của thủ tướng hiện thời viết trên Facebook: Campuchia không từ bỏ bất kỳ người bạn nào, quan hệ với các quốc gia bạn bè cũng phong phú như những bông hoa đầy sắc màu. Ông cũng nói rằng chúng tôi có mối quan hệ kinh doanh với nhiều nước trên thế giới và nhiều quốc gia đã giúp Campuchia. Tuy nhiên, những người bạn Trung Quốc đã đáp ứng nhu cầu của Campuchia mà không ai khác làm được. Trên bài báo của ấn phẩm SEGA đề cập đến việc kênh đào Phù Nam Teco gây quan ngại về tác động môi trường. Con kênh này còn có thể giúp Bắc Kinh tăng cường sức mạnh ảnh hưởng quân sự ở khu vực Đông Nam Á khi nó cho phép tàu chiến Trung Quốc sử dụng. Ông Hun Sen bác bỏ cáo buộc cho rằng ông sử dụng dự án kênh đào Phù Nam Teco để giúp người con trai Hun Manet lên nắm quyền và tăng cường sức ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc. Ông Hun Sen tuyên bố rằng Thủ tướng Hun Manet lên nắm quyền cũng thông qua một cuộc bầu cử dân chủ như nước Mỹ với cựu tổng thống George W. Bush, có cha ông là George Bush từng làm tổng thống. Về nghi vấn kênh đào có khả năng phục vụ tàu chiến Trung Quốc, người nắm quyền thủ tướng lâu năm nhất ở Campuchia gọi đây là một sự hoang tưởng. Ông Hun Sen nói rằng việc cho rằng kênh đào phục vụ tàu chiến Trung Quốc chỉ là sự hoang tưởng của những người ganh tị với Campuchia. Campuchia biết suy nghĩ và đang quyết định vận mệnh của mình. Còn nhớ rằng trước đó ông Hun Sen cũng thường xuyên bác bỏ các nhận định cho rằng kênh đào Phù Nam Teco có thể cho tàu chiến Trung Quốc di chuyển sâu vào nội địa Campuchia và tiến về biên giới giữa nước này và Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh chủ quyền quốc gia là trên hết. Tuy nhiên, với việc quan chức cấp cao trong chính phủ của con trai ông tuyên bố rằng không cần phối hợp với Việt Nam trong việc kiểm soát kênh Phù Nam, thì dư luận có lý do đặt câu hỏi rằng liệu bao nhiêu phần trăm trong những tuyên bố của ông Hun Sen có thể thành sự thật. Trung Quốc khiến Campuchia há miệng mắc quài, cố gắng ngăn Campuchia lật kèo. Trên thực tế, Campuchia vẫn có những cảnh giác nhất định với Trung Quốc và nước này cũng đang xây dựng các chiến lược phòng ngừa để chống lại sự phụ thuộc quá mức tiềm tàng vào Trung Quốc. Trong đó, có những lúc ông Hun Sen và chính phủ Campuchia thể hiện những bước đi rõ rệt để chứng minh rằng họ có thể tự thở bằng mũi của mình. Một ví dụ gần đây, đó là việc trong ngày động thổ kênh đào Phù Nam, vào ngày 5 tháng 8, ông Hun Sen tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ở Dinh Thượng Viện. Trong video trước, chúng ta đã phân tích tính toán của Campuchia và Nhật Bản ở trong cuộc họp này. Dù nhiều hay ít, thì sự việc này cũng gây ngạc nhiên cho giới quan sát, khi mà ngay trong ngày động thổ kênh đào Phù Nam Teco, ông Hun Sen đã nhiệt tình mời Nhật Bản tham gia đầu tư vào kênh đào này và tuyên bố đây là một công trình độc lập của Campuchia. Đây có thể nói là màn quay xe táo bạo hiếm thấy của ông Hun Sen trước Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc đã có quá nhiều thứ ở Campuchia để nắm đằng chui. Ông Hun Sen nếu quả thật có cố gắng lật kèo dự án Phù Nam Teco, nhưng còn hàng dài dự án mà Phnom Penh không thể thoát ra khỏi tầm khống chế của Bắc Kinh. Căn cứ hải quân Krim là một dẫn chứng. Nó không khác gì một con dao găm mà Bắc Kinh đã đặt lên lưng Campuchia, với đầu nhọn hướng về các quốc gia khác. Nhưng nếu Campuchia trái ý, sẽ cực kỳ nhanh, chỉ bằng một cú xoay cổ tay, sẽ lật trở lại hướng về phía trái tim Phnom Penh. Tất nhiên hiện tại Bắc Kinh chưa cần dùng đến những chiêu thức đó. Họ đang dùng đến những cách thức khác khiến Campuchia đã há miệng thì phải mắc quài, không còn đường thoát. Truyền thông là một công cụ để Trung Quốc thể hiện điều đó. Chúng ta đã thấy rằng truyền thông Campuchia nói rằng kênh Phù Nam là sản phẩm tự chủ. Chính quyền ông Tập Cận Bình cũng đang tránh mặt từ khi dự án được khởi công. Nhưng truyền thông Trung Quốc thì chẳng dè dặt khi đưa tin về kênh đào Phù Nam như một thắng lợi lớn của Bắc Kinh trước những quốc gia mà họ cho là khó chịu. Như trên bài viết mới đây trên báo điện tử 163.com của Trung Quốc có tiêu đề: Trung Quốc giành thêm 3 thắng lợi lớn, Mỹ lo lắng và lại thực hiện các biện pháp cứng rắn. Bài báo này điểm lại 3 thắng lợi lớn của Trung Quốc gần đây. Thắng lợi xếp ở vị trí thứ hai là việc Kyrgyzstan chính thức tuyên bố xây dựng tuyến đường sắt Trung Quốc-Kyrgyzstan-Uzbekistan.
Thắng lợi xếp thứ 3 là việc Ngoại trưởng Trung Quốc và Ấn Độ đồng ý đàm phán về vấn đề biên giới vào cuối tháng 7. Nhưng ấn phẩm này, đánh giá thắng lợi quan trọng nhất lại là việc chính thức khởi công xây dựng kênh đào Phù Nam ở Campuchia. Tờ báo này viết rằng, bước đột phá lớn đầu tiên là việc chính thức khởi công xây dựng kênh đào Phù Nam ở Campuchia. Tầm quan trọng của kênh đào này có thể sánh với kênh đào Suez và kênh đào lớn Bắc Kinh Hàng Châu ở Trung Quốc. Còn kênh này một lần nữa làm thay đổi cấu trúc chính trị và địa chính trị của Đông Nam Á. Việt Nam đã ra sức ngăn chặn, thậm chí còn yêu cầu Mỹ can thiệp dưới danh nghĩa bảo vệ môi trường, nhưng cuối cùng lại thất bại. Có lẽ sẽ ngoại trừ chính quyền Trung Quốc và cơ quan ngôn luận của nước này. Còn lại thì ai cũng thấy nực cười khi thấy Trung Quốc lại coi việc xây dựng kênh đào ở nước khác là thắng lợi lớn của nước mình. Ở một góc độ thì nó như một sự nhận vơ đầy thô lỗ. Nhưng ở một phương diện khác thì thử nhìn xem, việc này đâu có khác gì báo giới Trung Quốc đã nghiễm nhiên coi việc kênh đào Phù Nam khởi công chỉ là sự kiện diễn ra trên vùng đất thuộc địa của họ. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận chuyên đề của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm dừng. Nếu quý vị có các góc nhìn và quan điểm khác, xin hãy để lại lời nhắn bên dưới video và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo quý vị nhé. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.